Xe chủ tịch thì dán phim gì rồi anh em? À, bên cạnh em đây là chiếc xe VF9 này. Thì với dòng xe này thì đã chở chủ tịch thì không thể thiếu đó là dán phim cách nhiệt mà phải hàng xịn hàng chuẩn rồi. Đó là 3M các bác nhé. 3M thì ở đây mình sẽ dán phim CL60 này, phim cao cấp nhất của gói 3M là gói Crystalline. Đó. Trên này mình sẽ dán là phim gói CL60 này. Mã trước này mình sẽ để nó tối hơn một xíu. Ở cái kính sau này bản thân nó đã là kính tối rồi, mình cho tối hẳn luôn. Bác chủ thích không gian riêng tư. Tầm này thì các bác nhìn ở ngoài này không bao giờ nhìn thấy luôn. Đấy, cả cái ô sau này. Nhưng mà về phim cách nhiệt nha, các bác ngồi bên trong các bác nhìn ra bên ngoài thoải mái hơn, nhưng mà chỉ bên ngoài không nhìn vào được bên trong thôi. Đấy. Tầm này các bác này, kể cả đằng sau này, nhìn cả nó có tông đen trắng này, nhìn nó xe nó rất là ngầu đúng không ạ? Các bác nào mà đi xe ô tô mà thấy quá nóng nhá, các bác có thể mang xe qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm phim 3M cho các bác nhá.